Câu chuyện bó củi. Ngày xưa ngày xưa, có một người nông dân sống trong một trang trại xinh đẹp với ba người con trai. Người nông dân đó rất giàu và có tất cả những thứ mà một người bình thường mong muốn. Nhưng có một việc luôn khiến ông ấy đau lòng. Nè, lẽ ra em phải phụ anh chất hàng mới đúng chứ. Em trước đó khiêng ba bó đậu rồi, em còn tắm cho mấy con vật lúc anh ra ngoài nữa. Bây giờ tới lượt anh đó. Nè, anh ra ngoài để đi lấy hàng mà, nên đừng dùng giọng điệu như mình làm hết mọi thứ đó. Còn em, sao em không giúp hả? Hai đó, cả hai cứ tiếp tục cãi nhau và để em làm hết mọi thứ được chưa? Nhân tiện em mới sửa xong chiếc xe luôn rồi đó. Coi chừng giọng điệu, còn em đứng dậy phụ giúp đi. Điều làm cho người nông dân đau buồn là thấy các con của mình cứ suốt ngày gây gổ với nhau. Các chàng trai nổi tiếng khắp cả làng vì thói quen khó chịu này của họ. Này, biết gì không? Đâu lắm chúng ta mới có dịp gặp mặt đó. Vì sắp đến thu hoạch cho vụ mùa rồi, thật không có thời gian để nghỉ ngơi luôn. Mà mọi người nghĩ sao về việc cắm trại bên hồ vào buổi tối ngày mai? Tuyệt, nghe rất tuyệt đó. Nhưng đừng mời bọn con trai nhà Hotborn, làm ơn. Đúng, nếu họ đến, ba người họ cứ cãi nhau suốt và sẽ làm hỏng buổi tối của tất cả chúng ta. Chú Hotborn tội nghiệp thật. Chào Flynn, anh khỏe không? Vào đi. Tôi đang tự hỏi liệu anh có thể giúp tôi một tay không, để thu hoạch vườn đậu chính trong trang trại của tôi. Tôi không may bị cúm và tôi không có ai giúp đỡ hết. Nhìn anh rất mệt mỏi. Được, tôi sẽ gọi một đứa đến giúp anh. Nè, anh uống một ly trà đi. Anh thật may mắn khi có ba người con trai giúp đỡ mình. Ồ, gì chứ? Tôi không biết mình phải làm gì với bọn chúng nữa. Bọn chúng không hề hòa hợp với nhau chút nào. Hoshi đừng lo lắng, anh sẽ tìm ra cách mà. Tôi đang thấy lo lắm. Làm sao chúng có thể lo được cho trang trại khi cứ cãi nhau những chuyện nhỏ như vậy? Nếu như vậy, anh chỉ cần chia trang trại ra làm ba và để chúng tự gánh vác. Và có lẽ khi đó chúng sẽ biết được ở cùng nhau là may mắn như thế nào. Những lời của người bạn đã cho người nông dân một sáng kiến. Nè Penny, chào. Làm sao anh có thời gian để chơi đàn benzo khi sắp tới mùa thu hoạch rồi? À, tôi quên mất nông trại của anh có tới 4 người mà. Anh thật may mắn. Ừ, có gì không? Chúng tôi đang lên kế hoạch là sẽ đi dã ngoại và đốt lửa trại vào tối mai. Anh đi không? Đương nhiên là có rồi. Được, nhưng đừng đưa anh em của anh theo đó. Hả? Tại sao? Nghĩ đi, nếu đến cùng nhau, các anh sẽ cãi nhau suốt và không ai trong chúng tôi muốn vậy hết. Nếu anh muốn đi, thì phải đến một mình. Chào, đang muốn cà phê hả? Chào, ngồi chung không? Thôi, tôi phải chạy ra chợ mới được. Chúng tôi cần một cái xẻng mới. Tôi không có anh em để phân chia công việc giống như anh. Nè, mà nhân tiện chúng tôi sẽ tổ chức dã ngoại bên hồ vào buổi tối mai. Wow, nếu anh muốn tham gia hãy đến đó một mình và đừng đi cùng anh em của mình. Hả? Tại sao? Bởi vì bất cứ khi nào ba người đi cùng nhau, các anh đều cãi nhau, và điều đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chào, anh thực sự chế nhạo một chiếc máy cưa hả? Tôi thích tự chế tạo ra dụng cụ. Phải rồi, anh có thời gian để sáng tạo vì có anh em để chia sẻ công việc mà. Anh muốn tham gia cùng chúng tôi trong buổi dã ngoại bên hồ vào tối ngày mai không? Có chứ. Hãy đến đó vào lúc mặt trời vừa lặn nhé. Nhưng anh em của anh không được mời. Hả? Tại sao? Bởi vì chúng tôi không muốn làm hỏng buổi tối vui vẻ với việc nhìn ba người cãi nhau. Và nói thật, các anh luôn cãi nhau mỗi khi gặp nhau. Ba người con trai của người nông dân rất buồn lòng trước những gì họ nghe. Họ cảm thấy thật xấu hổ khi biết những người khác trong làng nghĩ gì về họ. Tất nhiên, không ai trong ba người chia sẻ những gì họ đã nghe được với người còn lại. Ngay lúc đó, người cha gọi họ đến. Cha, cha gọi tụi con có gì không? Ừ, cha cần phải nói chuyện nghiêm túc với các con. Nói chuyện nghiêm túc? Cả ba đứa tụi con đều lớn lên rất nhanh. Sớm muộn các con sẽ thay cha tiếp quản trang trại. Nhưng cha muốn xem ai trong số các con sẽ là người mạnh nhất. Người đó sẽ là người lãnh đạo. Sao lại đột ngột vậy? Nghe cha nói đã. Cả ba đứa đều thông minh và làm việc chăm chỉ, và cũng thật khó để quyết định ai trong số các con làm lãnh đạo. Vì vậy cha có một bài kiểm tra. Tất cả các con hãy đem những bó củi lại đây. Nó đây cha, gỡ chúng ra. Sao nữa cha? Cha muốn ba đứa con hãy bẻ gãy từng cây củi trong bó củi này. Hãy xem ai sẽ làm điều đó nhanh nhất. Các chàng trai tranh nhau để bẻ gãy từng khúc cây.
họ có thể phá vỡ chúng một cách dễ dàng và cả ba người họ đều hoàn thành gần như cùng một lúc. Tất cả các con đã làm được, con cũng thấy như vậy. Và giờ, trong máy kéo ở ngoài kia có ba bó củi khác nữa, đem chúng vào đây. Các chàng trai cũng làm theo lời dặn. Cha muốn các con bẻ gãy bó củi mà không phải tháo từng cây ra. Các chàng trai cố gắng hết sức. Họ đã cố gắng hết sức, nhưng không ai trong số họ có thể bẻ gãy chúng. Cuối cùng khi đã kiệt sức, họ bỏ cuộc. Các con biết tại sao không bẻ gãy được cả bó củi không? Và tại sao? Bởi vì khi các khúc củi hợp thành một bó, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi mỗi cây trong bó hỗ trợ cây kia. Nên chỉ cần ở bên nhau, mỗi khúc cây đều được bảo vệ mà chúng sẽ tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Hãy tưởng tượng nếu những khúc cây cãi vã và tách ra, không chỉ con, một con chim, một chú chó đều bẻ gãy được nó. Các con có hiểu những gì cha nói không? Sức mạnh sinh ra từ sự gắn kết với nhau. Sự đoàn kết sẽ giúp ta an toàn và được bảo vệ. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau và tất cả đều có lợi. Đúng, chính xác đó. Giờ các con hãy chọn đi. Các con muốn trở thành một bó hay ba khúc cây riêng biệt? Và nếu các con muốn ở một mình, hãy nghĩ tới chú Plin của các con, một người sống cô độc và không có ai bên cạnh để hỗ trợ. Đêm đó các chàng trai đã suy nghĩ rất nhiều. À, anh quên mất nông trại của anh có tới 4 người mà. Anh thật may mắn. Bất cứ khi nào ba người đi cùng nhau, các anh đều cãi nhau. Tất nhiên, anh có thời gian để sáng tạo vì anh có anh em để chia sẻ. Ba người con trai thấy rất xấu hổ về bản thân. Buổi sáng hôm sau, em thực sự giỏi về những thứ cơ khí, may mà có em giúp đỡ. Nhưng tính toán về tiền bạc, em không giỏi bằng một nửa anh. Đúng đó, và cả hai người bọn em cũng không hiểu về động vật được như anh. Tối hôm đó, ba người con trai đã cùng nhau đi uống cà phê. Họ đã gặp những người bạn của họ ở đó. Nè, anh không đi sao? Tôi sẽ không đi đâu nếu không có anh em của tôi. Các anh đã đúng, chúng tôi đã gây khó chịu, không chỉ với nhau mà nhất là đối với cha chúng tôi. Và tối nay chúng tôi sẽ thay đổi những điều đó. Tối hôm đó, cả ba người con đã chuẩn bị lửa trại, nấu một bữa ăn thịnh soạn và chiêu đãi cha mình một buổi tối vui vẻ và ca hát. Cuối cùng, chúng ta đã làm một bó củi. Và là niềm vui lớn của cha.